Battery Model Public Pinable bằng một cái mảng. Mảng này chứa là các cái cột, hay còn gọi đúng hơn là các cái name ở cái form của chúng ta. Chúng ta muốn pin vào nó vào những cái cột nào thì chúng ta để sẵn ở đây. Xong đi. Rồi các bạn thấy là nó rất là hay. Mát thì không có rồi, không mua. Không mua mát à? Được chưa? Rồi, bây giờ quay trở lại cái web.php này. Mình sẽ tiến hành mình bỏ hai cái dòng đi, tạm thời comment hai cái dòng đi. Nếu mà như này thì trong trường hợp vừa rồi trường hợp S đúng không? Tôi DD ra trước cái model. Thì các bạn thấy nó sẽ là một cái model rỗng. Đây các bạn nhìn thấy, nó là một cái model rỗng chẳng có attribute gì cả, attribute rỗng này. Thấy không? Nó chẳng có gì cả. Bây giờ chúng ta tiến hành như sau. Tiến hành trước khi DD này chúng ta tiến hành làm model trỏ đến fin cái biến request trỏ đến on fin vào. Sau đó chúng ta lại DD cái model ra. Được chưa? Bây giờ chúng ta quay xem cái mô đồ nó có cái gì nhá. Chúng ta nhìn thấy attribute bằng array 2 đi không? Bằng đúng cái dữ liệu mà ở cái request kia gửi lên đúng không? Nó thay cho hai cái câu lệnh ở dưới đây. Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ hai câu lệnh đi. Chúng ta thay bằng một câu lệnh duy nhất là fin vào. Thì khi mà sử dụng cái fin này các bạn lưu ý cho tôi những cái điểm như sau. Thứ nhất là ở trong cái fin label ấy, các cái phần tử của nó thì chúng ta nó đặt tên các phần tử nó chính là các cái cột trong bảng. Thì ở trong các bảng HTML chúng ta có những cái cột gì, cột name, cột parent ID thôi đúng không? Chúng ta chỉ biết vào đây là một cái mạng. Ở đây có phần tử là name và phần tử là parent ID. Xong. Quay ra ở dưới cái form. Ở dưới cái form chúng ta cũng cố gắng đặt tên các cái field với name tương ứng như này và số. Thì khi chúng ta sử dụng fin nó sẽ đối chiếu cái name ở cái form này với các cái cột nằm trong cái phần finable ở trong model. Nó tự động có mát và chỉ đổi với nhau. Được chưa? Đấy là cái logic của nó. Thì sau đó thì chúng ta chỉ việc sau khi fin xong thì các bạn hãy tưởng tượng lợi ích của nó là gì. Khi sau này cái form chúng ta khoảng 20, 30, 50 cái fin dữ liệu, chúng ta không phải làm 50 cái dòng ngắn bằng nữa, chúng ta chỉ đơn giản là fin và xong, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Được chưa? Sau đó chúng ta xếp xuống thì vẫn xếp như bình thường và lấy ra kết on. Ở đây chúng ta sẽ reload lại. Đây là lên đến 6. Đây là phí văn trí parent ID bằng 5. Được chưa? Thì đấy là cái phần về cái finable. Đi nhỉ? Tiếp tục. Chưa hết, vẫn còn một phần nữa, đó là validate dữ liệu từ form. Chúng ta có cái gì? Các bạn làm cho tôi nhá. Làm luôn này, mở cái command line lên. Mở command line lên. Mở thêm một cái cửa sổ command line nữa. Để cho kệ server nó chạy, chúng ta làm đều ở bên command line. Chúng ta làm như sau này. PHP artisan make 2 chấm request. Đây là save category request.
làm đi, giải quyết xong cái mẹo này. Yeah. Rồi. Cái phần tôi giải thích qua phần request nhé. Cái request này nó tương ứng với cái lớp request mà lúc này chúng ta nhận request old ấy. Được chưa? Cái nó bế thừa rồi đấy. Lớp mà bế thừa thì chúng ta có cái này mà chúng ta dùng để làm cái gì? Phần này chúng ta ngay với Laravel chúng ta ngay dùng cái request này để tiến hành là validate dữ liệu từ dưới form gửi đến server để xem nó có hợp lệ không. Nếu không hợp lệ trả ngược lại một cái message hiển thị lỗi cho cái view mà nó bị lỗi. Tương ứng thì chúng ta có như sau. Mở cái HTTP ra, app HTTP. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái thư mục request. Mở nó ra. Chúng ta nhìn thấy cái save category request mà chúng ta vừa mới tạo ra không? Mở nó ra đây, được chưa nhỉ? Tiếp theo là chúng ta có một cái hàm là authorize là true ở đây. Chúng ta xét lại giá trị cho nó bằng true. Được chưa? Sau đó chúng ta có phần rule. Đây là những cái chúng ta đặt ra những cái luật, những cái điểm chúng ta cần phải validate dữ liệu cho những cái view ở dưới cái form gửi lên là một cái gì. Thì chúng ta vào đây, chúng ta search cho tôi cái từ vào web ấy, vào Laravel, vào tài liệu của Laravel. Laravel.com doc 5.5. Chúng ta search cho tôi cái từ là validation. Được chưa? Validation. Validate. Giọng thả thôi. Validation. Được chưa? Bây giờ chúng ta kéo xuống dưới một chút, chúng ta nhìn thấy cái phần là Available Validation Rule. Thấy không? Kích vào đấy. Đây. Ra Laravel nó có sẵn cho chúng ta những cái rule như này để giúp chúng ta validate dữ liệu. Thì chúng ta để ý này. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần gọi là Require đúng không? Bạn nhìn thấy cái chữ Require ở đâu ấy? Đây, require. Được chưa? Chúng ta mở cái này ra bằng cái tab mới đi. Đây, require. Là cái field này á, khi một cái field nào đó được đặt là require thì nó bắt buộc phải có giá trị vào đấy. Được chưa? Có giá trị mà không được phép để trống thì nó mới được pass qua. Còn nếu mà giá trị rỗng thì nó sẽ báo lỗi. Thì chúng ta làm như sau này. Đây là biết nào tôi quên bố rồi à, cái gì nhỉ? Đây là chúng ta có cái field là field name. Các bạn để ý cái name này là ở dưới cái form ấy nhá. Cái name này là nó nằm ở dưới cái form này. Đây này. Input name bằng name thì chúng ta copy cái name này đưa lên đây, name. Được chưa? Trỏ đến require, trỏ đến require. Được chưa? Trỏ đến require xong này. Tiếp theo này, check cái form. Tôi lại vào add kết. Rồi bây giờ tôi chọn thằng đời sống Phí Văn Trí, nhưng mà tôi không viết giá trị cho cái field name này. Lỗi bố rồi. Đây, chưa áp dụng. Từ, xin lỗi các bạn. Đây, chúng ta có cái lớp này nhá. Bây giờ chúng ta mới định nghĩa ra cái yêu cầu rồi. Định nghĩa ra những cái rule thôi. Bây giờ chúng ta áp dụng cho cái URL nào thì bây giờ chúng ta phải áp dụng như sau. Các bạn copy cho tôi cái
cái namespace và cái tên class của nó, copy cái namespace trước nhá, copy này. Và trong cái web.php chúng ta ở đây đúng không? Chúng ta use app request sược save category request chấm phẩy và chúng ta bê cái save category request vào trong này. Gì? Đây nhá. Đây cái lớp request đúng không? Chúng ta copy cho tôi cái namespace của nó. Copy vào. Xong rồi vào chúng ta vào cái chỗ nào sử dụng ấy thì chúng ta use nó ở trên cái app use cái namespace đấy ở đây đúng không? Sau đó sược đến tên lớp. Lớp là tên lớp ở đây, chúng ta copy cái tên lớp này nhét vào đây cho tôi. Và thay cho cái biến request kia bằng cái lớp là save category request vào đây là được. Là cái này có ý nghĩa gì? Cái này nó có ý nghĩa là tôi sẽ áp dụng những cái rule và gì đấy, tôi viết cái định nghĩa ở trong cái lớp là save category request vào cho cái việc xử lý cho cái khung RL này. Ở trong đây. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của nó. Được chưa? Đây chúng ta làm lại nhá. Reload này. Submit lên. Không đi được đúng không? Nhưng lúc nãy là chúng ta không áp dụng thì nó báo lỗi. Nhưng ở đây là không đi được khỏi cái màn hình này. Chúng ta nhìn cái vòng tròn này nhá. Submit là đã đi rồi. Từ từ sẽ có thông báo. Chúng ta sẽ làm thông báo được như vậy bây giờ. Thấy chưa? Đây là nó không đi này. Thấy chưa? Bây giờ tôi hiện thông báo nhá. Tôi hiện thông báo này. Cái form này ở đây, cái form đây. Đây là cái name đúng không? Đây là cái input name này, chúng ta sẽ có cái gì? A cộng if gì nhỉ? Cái biến $errors iset $errors. Biến này là một biến có sẵn của Laravel cho Blade View. Biến có sẵn chúng ta không cần phải biết nó nằm nó định nghĩa ra ở đâu, biến này là biến có sẵn. Nếu gặp lỗi nó sẽ báo ra cái lỗi ở đây. Nếu có lỗi thì chúng ta enif trước đã. Enif để đóng mở ra đóng này. Chúng ta sẽ có một cái span. Có thể span có cái style là color bằng red. Ở đây chúng ta hiển thị là error trỏ đến first cái name là ở đây ý nghĩa là gì? Nếu trong trường hợp có lỗi thì sẽ hiển ra cái lỗi đầu tiên của cái view name lên trên, được chưa? Nếu có lỗi thì sẽ hiển thị lỗi, xếp xuống, được chưa? Đây gọi là mất tiền này, còn xuống kia liên quan gì đến, có phải đóng tiền không? Đã bắt đầu mất thì mình mua chưa? Không mất đồng nào. Thì nó hiển thị phía sau mà.
Đây thì sau mình sai như nào đấy của mình thôi, nhưng còn lại mình sai đúng không? Chẳng liên quan gì đến cái việc nó hiển thị ở đâu. Được gì lỗi chưa? Thế bây giờ nếu mà tôi muốn áp dụng nhiều cách, có như nhiều vụ mà cho một cái kênh nêm để làm nào? Ví dụ như là cái kênh nêm này thứ nhất là nó phải nhu cầu. Và nếu mà người ta điền dữ liệu thì ít nhất phải có 6 ký tự thì tôi mới cho phép lưu, còn ít hơn 6 ký tự thì thôi. Tôi làm nào? Rất đơn giản. Chúng ta vào trong cái phần sếp này. Chúng ta gạch đứng một cái. Gạch đứng một cái. Min 2.6. Min 2.6. Tức là ít nhất có 6 ký tự trong này. Và cái min này nó có trong validation rule. Có sẵn ở Laravel này. Các bạn có thể gặp min. Xem nó như thế nào. Được chưa? Nào chúng ta test này. Xếp xuống và test. Ở đây tôi điền 1, 2, 3 vào đây là có 3 ký tự. Kệ chúng nó nhé. The name must be at least 6 character. Có à? Được. Rồi cứ từ từ. Đây là chứng minh là chúng ta làm được cái lỗi rồi đúng không? Nhiều lỗi trên một cái input rồi. Được chưa? Các cái field khác tương tự. Đúng rồi, gạch sọc đứng này là sao? Nhiều lỗi thì cứ sọc ra. Được chưa? Bây giờ custom message này. Custom message nha. Public function message SE. Được chưa? Đây là return một cái mảng. Trong cái mảng này chứa những cái định nghĩa về lỗi này. Ở đây chúng ta có name.string, xin lỗi các bạn. String là name.require. Hả? Là field name. Đây là lỗi cho field name và định nghĩa lỗi cho cái require. Được chưa? Field name và lỗi cho require thì chúng ta để là đây là anh chị làm ơn điền vào đây. Xong phải name.min thì tên danh mục. Được chưa? Tay đẹp chưa? Đẹp chưa? Chứ có làm sao nữa? Thằng ngáo này. Chưa. Còn nhiều trường hợp chưa đủ, nhưng mà chúng ta có thể tự định nghĩa ra được. Mà có cơ chế chúng ta tự định nghĩa ra thêm. Các bạn thích biết cái message nào ra thì ra thì biết. Ví dụ Phong hỏi cái mini cái mắc. Ở trong Laravel cung cấp sẵn một cái thuộc tính này là between. Là phải lớn hơn cái này và nhỏ hơn cái kia. Between. Same. Bạn
search mà xem, sẽ có cái xem. SAME. Được chưa? Test này. Đúng chưa? Được chưa? Còn gì nữa? Vẫn còn chế được. Biết thì nào? Trong trường hợp mà người ta đang sửa dọc phải lỡ tay bấm submit và bị lỗi thì những cái gì người ta đang sửa vẫn hết, đúng không? Đang về chống này, lúc này tôi điền 123 đúng không? Đây tôi điền 123 vào đây, submit lên, bay mất số 123 rồi, đúng nhá. Trong trường hợp chúng ta có rất là nhiều view, rất là nhiều view luôn, đang làm được nửa lần, tự nhiên đứa con nó thò này còn nó bấm cái, thôi mất hết những cái gì làm biết, thế chết, đúng không? Bây giờ làm nào? Toàn coi này. Nhìn thấy cái value không? Value model name ấy đúng không? Chúng ta sẽ có cái hàm là hàm O cho cái field name phải cái giá trị này. O name tức là sao? Khi các bạn reload tại cái trang này lần đầu tiên không có giá trị cũ, không có dữ liệu cũ, cho nên nó sẽ lấy giá trị là model name. Nhưng sau khi bạn submit lên, nếu mà lỗi nó chạm được lại thì nó sẽ phim lại vào đây cái giá trị cũ gần nhất mà các bạn vừa mới sửa trong này. Thì đấy là hàm O cho cái phần value. Xong chưa? Được chưa? Xem nhé. Bây giờ tôi đang viết submit này không vấn đề gì này. Tôi điền 123 này, 13 này. Vẫn giữ đúng không? Nó giữ lại cái giá trị đúng không? Thêm chữ 4 này. Vẫn giữ đúng không? Vẫn hiển thị lỗi. Thêm mới xong bây giờ array bằng 7. Đúng cái vừa rồi chưa? Đấy là cái validate dữ liệu cho cái form mà các anh em. Khi các bạn làm đấy, lưu ý anh để là này, bây giờ các bạn làm thì tạo luôn cho mình cái luôn. Để sau này làm dự án không trừ. Đó là khi mà các bạn làm cái form giao diện thì các bạn cần validate hai lần. Được nhé. Validate hai lần. Một lần bằng code JavaScript dùng jQuery validation. Một lần bằng request như này nếu mà làm bằng JavaScript. Để sao? Người ta thích, nếu mà người dùng mà muốn hack hệ thống chúng ta rất đơn giản, bắt JavaScript thì bắt lại jQuery validation trên này. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải chặn ở đấy để tránh cái giải trí những người dùng bình thường. Họ không cần phải chờ đợi, vì bình thường cái form của chúng ta xử lý rất là nhiều dữ liệu, gửi lên nó xử lý rất là lâu. Thì họ bấm vào đấy, họ không phải chờ đâu, cái việc là gửi đến server kiểm tra số liệu xong rồi lại đổ ngược về nữa. Như vậy nó lâu. Mà chúng ta tiến hành sử dụng JavaScript để validate dữ liệu ở trên màn hình một lần. Để cho người dùng bình thường thì validate dữ liệu cho người dùng một lần. Để cho nó bảo hồi ngay lập tức. Và cũng để tránh cho cái việc server phải xử lý nhiều request vớ vẩn. Và bỏ bớt đi, đọc bớt bằng JavaScript đi. Được chưa? Thì nó sẽ tiện hơn cho người dùng. Còn cái việc mà validate bằng code backend này, và chặn mấy thằng kiểu ngay vòng vạch trong máy tắt cái JavaScript ở trên trình duyệt đi, hoặc là phá JavaScript dễ lắm, chỉ đơn giản là như này, inspect vào kiếm xem ở trong những cái file sược này có cái gì xóa bố đi là xong. Đây à, gs đây đúng không, quăng luôn xóa. Ủa, cái này không xóa được, xóa cái này hoặc là tắt
tắt JavaScript đi vào setting. Tôi cũng chẳng nhớ tắt ở đâu. Nó có một cái phần là để turn off JavaScript đi. Nó tắt đi phát là thôi, JavaScript không chạy được ở trên cái trình duyệt nữa. Thì là thôi, không có validate bằng giao diện nữa. Thì đấy là chúng ta làm được. Bạn kể là nếu sau này bạn đi làm không validate hai lần như vậy, câu mới chửi được, sấp mặt được. Thì phải lưu ý mà làm. Hả? Đây nha, nó chạy lúc này này. Đây, các bạn nhìn, đây là cái form nhá. Form này nó chưa chạy, mà nó chạy ở đây này. Tại thời điểm nó vào nó xử lý cái này. Được chưa? Khi mà server nhận cái request, nhận cái request giảm cost là cái set này lên. Trước khi vào trong cái hàng này, trước khi vào trong cái hàng này xử lý, thì nó sẽ phải chạy qua cái request là set, không phải là set vector request. Thì để vào đây được, nó phải chạy qua cái code nằm trong cái hàng này. Xong chưa? Rồi nó qua liên quan một lần. Nếu mà không được, không pass qua được thì nó chạy ngược lại cái code lần cũ. Với những cái message mà chúng ta biết rằng, nếu không pass qua thì mới được. Được chưa? Đấy là cái cách chúng ta validate. Xong chưa? Gì? Mày gặp lỗi gì xong chưa? Thank you.
60 triệu. Xong nhỉ? Bây giờ nhá. Validate cho tôi cái giao diện này. Các bạn tự sinh cho mình cái màn hình tạo mới một cái bài viết. Tạo mới bài viết nhá. Có chứ nhỉ? Post on này. Login này, quản trị. Rồi. Round. Get. Add post. Có biến nó model bằng new output này, display bằng app category on random return view. Rồi. Bây giờ các bạn phải dựa vào cái cơ sở dữ liệu để xây dựng ra tôi một cái form để thêm dữ liệu vào cho cái bảng post. Dữ liệu sẽ được ship in vào đây. Xem trong DB nó có những cái field gì cần phải điền dữ liệu và phải làm như thế nào.
Làm tôi thằng này đi. Làm một form đi, validate cho nó đi xem nào. Mua chai nước, nước quá. Xem DB nha, mình ghi cho DB. Thank you.
Làm cái form ấy xấu cũng được. Đâu. Làm đi, biết được dùng để làm gì là được rồi.
3:20 cái chữa nhá. Cố gắng làm đây. Bạn kia xong chưa? Muốn được mặt rồi đây. Không, buổi thực hành sau thì mới ốp controller vào được. Bây giờ còn nhiều thứ phải làm lắm.
làm cái bút chát chơi. Tôi còn chưa học bút chát 4 này. Chưa nha. Cái này dễ mà, có gì đâu. Đây đi copy cái mớ này bê vào đây. Đầu tiên chúng ta có cái view post form này, thì chúng ta phải tạo ra cái thư mục post. Ô nhập. Tạo file, tạo thư mục chứ không phải tạo file. Tạo thư mục post, tạo ra file form .blade.pp ở đây, xong HTML thôi, link real cái này rồi deep. Action tính sau, method bằng post. Đây có cái class bằng có class bằng col trừ sm trừ 8 col trừ sm trừ offset trừ 2 rồi deep. Form root label, đây là tiêu đề, input time text này, name bằng title, value kệ nó này, placeholder là tiêu đề. Khiếp mấy cái đứa này, kinh dị thật đấy. Tiêu đề này chúng ta có thêm class bằng form control. Rồi bây giờ coi cái đã, ơ mẹ cái bọn này nó có ý thức gì. Add post, đây tiêu đề này đúng không. Tiếp theo sẽ là duplicate lên, chúng ta xem ở trong cái cơ sở dữ liệu của mình á có những cái field gì thì chúng ta có những cái có những cột gì thì chúng ta có những field tương ứng, title này, short description này, gate id này. Chúng ta lấy gate id trước đi. Quan để ý gate id nó là not null nhá. Nó not null thì tính là chúng ta phải validate theo những cái thằng not null này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ là danh mục. Đã đây, đã bảo rồi này. Select name bằng kết gạch dưới ID class bằng class bằng form control này. Chúng ta sẽ có cái for x ở đây. For x chúng ta nãy có nhớ cái list case truyền ra ngoài không? Thì ở đây là list case luôn. S C trong này viết là option. Hãy
value chúng ta sẽ bằng C trở đến ID. Và giá trị hiển thị ra ngoài thì chúng ta sẽ có là C trở đến name. Làm đến đâu chúng ta test luôn lên đấy. Đấy, được chưa? Làm đến đâu cứ làm đến đâu là test đến đấy thôi. Tiếp theo là đến short description đúng không? Copy luôn đường dưới. Đây là mô tả ngắn ở phía trên của cái bài viết. Mô tả ngắn. Ở đây name là short. Các bạn để ý nhé, tôi đã dặn rồi là cái name của các cái input ấy thì nó sẽ giống hệt, tốt nhất là để cho nó giống hệt như các cái cột ở trong cơ sở dữ liệu. Thì ở đây chúng ta để là short description. Short description này. Đây là mô tả. Nhưng mà cái mô tả ngắn này chúng ta không nên để là input, mà chúng ta nên để là text area thì hợp lý hơn. Thì buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhét vào đây cái gì nhỉ? TinyMC. Hả? TinyMC á, không biết á. Nó là cái editor ấy. Nó giúp mình viết bận, viết động chữ này, căng sữa này, chèn ảnh các thứ vào. Đấy, là cái đấy. Đây là short DSC. Mình cũng có class cho nó luôn. Class bằng form control. Xong. Đến cái gì nữa? Đến cái content. Content thì nó cũng tương tự như vậy. Đây nội dung. Sao? Tiếp theo là đến gì? Tác giả và lượt xem đúng không? Tác giả thì chúng ta lấy ra một cái input thôi, bởi vì cái phần này nó là tên người, nó không quá dài. Tác giả. Text này. Author. Tác giả. Và lượt xem đúng không? Lượt view. Đây chúng ta để là number. Views. Và dưới cùng chúng ta sẽ có cái div class là bằng text center. Dưới này chúng ta sẽ có hai cái thẻ A, một cái thẻ A. Cái thẻ A này hiển thị ra href ra cái round bằng post list đúng không, ra danh sách của bài viết. Đây post round này mình để cho name cho nó, name bằng post chấm list, cancel thì về đây post list có class. Class ở btn, cách btn trừ danger. Đây là cancel. Và một cái button nữa. Type submit. Class btn, cách btn trừ succeed. Đây là save. Xem giao diện. Được chưa? Mô tả ngắn nội dung tác giả.
xong. Nếu mà cancel thì về cái bên kia ban đầu đúng không, còn nếu mà save thì nó đi thôi, đi vào đây. Chúng ta chưa định nghĩa ra cái sao lại chưa nhỉ, method post action đây chưa có. Action này thì chúng ta sẽ để là cái route, route của cái nơi nhận dữ liệu thì nó chính là cái save post này đúng không, post.save. Copy cái này vào, paste vào đây, viết linh tinh vào. Khá nhỉ, nhập, save lên. Cái gì đây? À, biết cái lỗi này là lỗi gì không? Hả? Đây này, CSRF Fill. CSRF Fill ấy, cái input hidden có cái token ấy. Nhớ, đây này nó cần lên chính là cái này này. Đây này. Thấy không? Được chưa? Chính phải có cái, hôm trước tôi nhắc rồi, phải có cái này thì form của chúng ta nó mới nhảy. Không mà thôi. Lưu ý. Được chưa? Bây giờ submit lên. Nhận chưa? Đó, xong. Bây giờ làm sao nữa? Đây nhá, có rồi này. Validate đúng không? Bây giờ chúng ta chưa cần phải làm gì, validate trước đúng không? Thì chúng ta sẽ phải có là gì? PHP artisan make request save post request. Tạo lâu nhỉ? Rồi xong. Dựa vào những cái require này, theo các bạn chúng ta cần phải có những cái rule gì? Thứ nhất, tiêu đề không được trống này. Được chưa? Độ dài các bạn nhìn này, nó chỉ khoảng 191 thôi. Được chưa? Thì mình có cái gì? Chúng ta mở cái request ra, save post request này. Rule. Rule này, thì nó có những cái rule gì nào? Có những cái title trỏ đến. Require là một này. Chấm này. Tiêu đề nó sao được chống được, mình đang để not null mà. Not null tức là không được phép truyền null lên. Được chưa? Tức là phải có giá trị. Gì nữa? 191 cơ mà, maximum cơ mà. Thì mình sẽ có max bằng 191. Được chưa? Có unique không? Unique tức là tên bài viết không được trùng nhau. Không. Thế bài viết trùng nhau kệ đấy. Chẳng ai cấm cả. Đúng nhá. Rồi, có thế thôi. Tiếp theo đến cái gì? Đến cái gì? Short description được null này. Đúng không? Dữ liệu người ta thiết kế được null thì mình cho null. Gì nữa? Content này không được null này. Đúng không? Thì mình sẽ có là content trỏ đến require. Gì nữa? Có vậy thôi. Tiếp theo, thiết kế đến cái gì? Get ID. Có nên nhét nó? Cứ nhét vào chẳng mất gì của bọ cả. Get ID bằng require. Gì nữa? Nó phải là number đúng không? Đúng không? Phải nhận number chứ. Thì mình sẽ có là đây là cái gì? À, tôi mở cái này ra xem có cái validate number không. Alpha này, alpha dash, alpha numeric này. Bạn kiếm cho tôi cái chữ number đây, numeric. Numeric. Đây. Numeric, viết cái chữ này vào là xong. Nó phải là số. Rồi, tiếp theo. Cái gì? Author. Đúng không? Chúng ta có author thì giống như name. Giống như name. Đấy thôi. Gì nữa không? View.
Lượt view thì cũng kệ nó, bởi vì thằng này nó có default bằng bằng null bằng không rồi, cho nên không cần phải validate nó làm gì cả. Xong thế thôi. Còn Messi thì chúng ta về tự làm nhá. Messi nó dễ rồi thì tôi không làm nữa. Thì chúng ta bây giờ sẽ có gì? Copy cái này tiếp, đưa vào đây, use, sượt, save post request, thay cái này cho cái thằng request ở dưới, thế là xong. Hết chưa? Chưa. Còn cái error nữa đúng không? Còn hiển thị lỗi ra ngoài đúng không? Thì phải làm sao? Reset. Bệnh. Tiêu đề này thì mình có cái gì? If a cộng if cái gì? $error trỏ đến first error thôi. Không thì reset cũng được. Nếu mà reset cái biến error trỏ đến first của name và title chứ, thì có một thẻ span bằng gì? Take class bằng take trừ danger. Ở đây là hiển thị ra cái nội dung của cái hero title này. Được chưa? Và ở đây có gì nữa? Value này mình không có giá trị fill vào sẵn thì mình sẽ có là O. Hàm O. O của cái title. Được chưa? Không là lại quên là lại ăn cám đấy. Rồi cái này sao? Lại copy cái này thôi. Của field nào thì mình nên để trong việc của field ấy. Đây là của cái gì? Get ID. Thì nhét vào đây là của get ID. Xong. Tiếp theo là mô tả ngắn thì mình viết xuống dưới này. Short description. Hình như cái này sai đúng không? Đó. Làm cái việc này nó hơi to tay một tí, nhưng mà chúng ta đảm bảo được cái, chúng ta yên tâm là được. Content. Tác giả. Author. Lượt xem thì không có đúng không? Ôi giời ơi. Set. Để này được. Được chưa? Bây giờ copy một đoạn text dài hơn 200 ký tự vào. Tôi kiếm có cái đoạn nào dài dài tôi copy hết. Con này đủ hơn 200 chưa? Ký tự cơ mà các bố. Được chưa? Đây có thế thôi. Xong. Tôi đẩy cái này lên nhá. Và các bạn về nhớ làm validate dữ liệu trong mấy cái bảng này, bởi vì khi mà chúng ta key thì nó cũng chỉ quanh quẩn cả hai bảng giống như các kỳ quanh quẩn các bảng và validate dữ liệu cho nó. Nó không có gì nhiều cả.